chào toàn thể quý vị đang theo dõi livestream chị cho cà phê của thành phố Ohio. Quý vị khách hàng thân mến, hiện tại bên cạnh mình đây là một vị khách hàng rất là đặc biệt và khách hàng này đã triệt lông và triệt râu tại thẩm mỹ Ohio và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh nhé. Xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không ạ? Anh tên là gì và anh đến từ đâu ạ? Dạ vâng, em tên là Công, em đến từ Hà Nội. Anh Công đúng không ạ? Anh Công ngày hôm nay đến với thẩm mỹ Ohio là chúng ta sẽ triệt lông và triệt râu đúng không ạ? Dạ vâng. Anh có thể chia sẻ một chút về tình trạng lông râu của anh về thời điểm trước được không ạ? Vâng, thì lông với râu của mình đều chết khá là nhiều và gây được khá nhiều bất tiện về mặc cảm trong cuộc sống của mình. Thì anh có thể chia sẻ một số những cái bất tiện cụ thể đúng không ạ? Ví dụ như đi biển, đi bơi hoặc là một số hoạt động ngoài trời mặc quần áo ngắn thì khá là mặc cảm rồi ạ. Hơi ngại thì chắc không tự tin lắm đúng không ạ? Và cái tại sao anh lại quyết định là lựa chọn thẩm mỹ Ohio để làm cái liệu trình của mình ạ? Thì sắp đến mùa hè rồi thì mình cũng muốn tắm biển thoải mái nè, mình lựa chọn Ohio. À, tức là mình cũng sắp đến mùa hè rồi, mình cũng cảm thấy là nó cũng đang hơi bất tiện một chút đúng không ạ? Và mình đã lựa chọn thành phố Ohio để triệt lông và triệt râu của mình. Và sau cái buổi đầu tiên thì ngay lúc này cảm nhận của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Mình thấy ở đây khá là thoải mái, nhân viên khá là hòa đồng, cởi mở. Đây là khá là thích cảm. Vâng, thế cái vùng mà da mà đã mới triệt trong buổi đầu tiên ấy thì anh có cảm thấy đau rát hay trông chích gì không? À không, mình thấy bình thường. Với kết quả hiện tại thì buổi đầu tiên như thế này thì anh có hài lòng không ạ? Khá là hài lòng. Vâng, quý vị thân mến, hôm nay thì anh Công đã đến với thẩm mỹ Ohio và tham gia được triệt lông và triệt râu và cũng sắp tới mùa hè rồi. Thế nên là chúng ta cũng cần có một cái cơ thể thoải mái và tự tin nhất để có thể đi biển hoặc là tham gia các hoạt động thể thao. Và tại thẩm mỹ Ohio thì đang sử dụng cái công nghệ là nốt laser bờ 3 để triệt lông chuyên sâu dành riêng cho nam giới quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị đang có nhu cầu triệt lông và triệt râu thì chúng ta sẽ đến với thẩm mỹ Ohio số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Công rất là nhiều đã chia sẻ cùng với thẩm mỹ Ohio ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Được rồi.